Các thưa quý vị, mặc dù đến thời điểm hiện tại là chúng ta đã trải qua là hơn khoảng 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng đến nay thì nguồn gốc về dịch bệnh này vẫn là một câu hỏi lớn cho người dân lẫn giới y khoa trên toàn cầu. Và theo công bố mới được công bố vào ngày 9 tháng 6 vừa qua. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng cho biết, cuộc điều tra mới nhất về nguồn gốc COVID-19 đã không được đi đến kết luận nào cả, bởi vì không có đủ thông tin, dữ liệu từ Trung Quốc. Nhóm cố vấn khoa học về nguồn gốc mầm bệnh Sago, hội đồng chuyên gia của WHO công bố báo cáo hôm 9 tháng 6 cho biết tất cả dữ liệu hiện có đều cho thấy chủng virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19 có thể đến từ động vật, cụ thể là loài dơi. Đánh giá này tương tự nghiên cứu trước đây của WHO về nguồn gốc COVID-19 sau khi đoàn chuyên gia tới Trung Quốc vào năm 2021. Tổng giám đốc WHO Tedros hồi tháng 2 đã hai lần viết thư gửi chính phủ Trung Quốc để đề nghị cung cấp thêm thông tin về đại dịch COVID-19 nhóm chuyên gia who xác nhận trung quốc đã cung cấp một số dữ liệu được đề nghị tuy nhiên sago cho biết vẫn không thể đưa ra kết luận về cách thức virus lần đầu tiên truyền sang người do thiếu dữ liệu sago nói thêm rằng có những thách thức trong cuộc điều tra vì đợt bùng phát đầu tiên đã xảy ra quá lâu song khẳng định công việc của họ vẫn tiếp tục